Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đạo tràng của chúng ta sáng hôm nay có khỏe không ạ? Ăn sáng hết chưa? Đầy đủ năng lượng. Bây giờ chúng ta để ngồi nghe pháp và bắt đầu một cái ngày mình tu, đúng không? Thì Thanh Toàn cũng đến đây cũng nhiều lần rồi, thì chắc ở đây cũng có một số cô chú bác cũng đã từng gặp qua Thanh Toàn rồi. Thì hôm nay Thanh Toàn cũng đến đây thì nói chung đầy đủ nhân duyên và có buổi chia sẻ pháp thoại với toàn thể đạo tràng của chúng ta. Thì đa số chúng ta ở đây Thanh Toàn thấy chắc là đã đều quy Tam Bảo hết rồi đúng không? Ở trong đây có ai chưa quy Tam Bảo không ạ? Cũng còn một số người chưa có quy Tam Bảo. Chắc là chưa đủ nhân duyên hay là không biết gì một lý do gì ha. Nhưng mà hy vọng sau cái buổi pháp thoại này về chúng ta dõng mãnh ha, phát tâm, phát Bồ Đề tâm, quy Tam Bảo ha. Sau cái buổi pháp thoại ngày hôm nay, nếu ai còn chưa có đủ cái tâm Bồ Đề để quy y ha. Thì như Thanh Toàn cũng đã chia sẻ nhiều bài trong nhiều bài giảng trước, cũng có nói về vấn đề quy Tam Bảo rồi. Thì hôm nay chúng ta cũng cùng nhau nghiên cứu sâu hơn về vấn đề quy Tam Bảo cũng như là các chi phần để cấu thành nên ngũ giới của mình. Để Thanh Toàn xin nói sơ lại. Quy Tam Bảo, quy là gì? Quy là quay trở về, còn y là nương tựa. Nương tựa. Khi chúng ta chưa quy y thì chúng ta, cái nơi quay về của chúng ta là đâu? Là nhà, đúng không? Còn cái nơi nương tựa của chúng ta là đâu? Là cha, là mẹ, anh chị, tức là thân bằng quyến thuộc của mình. Đó là cái nơi nương tựa của mình. Nhưng khi chúng ta đã quy y rồi thì ngoài gia đình, cha mẹ là chỗ quay về và nương tựa, thì chúng ta còn có một cái chỗ để chúng ta nương tựa và quay về nữa. Đó là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Đó là Tam Bảo. Và chúng ta đã quy y rồi thì chúng ta thường hay nghe quý thầy nói cái gì? Quy y Phật bất đọa địa ngục, quy y Pháp bất đọa ngạ quỷ, và quy y Tăng bất đọa bàn sanh, đúng không? Ở đây hầu như ai chắc cũng đã nghe qua ba câu đó rồi, đúng không ạ? Vậy có phải khi mà mình quy y về đó, là mình khi mà mình thọ trì ngũ giới, quy y Tam Bảo xong là mình không có phải đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh liền không? Có phải không? Có phải vừa mới quy y xong pháp danh diệu an, diệu thiện gì đó là về nói là con là quy y xong rồi, từ giờ sao là con không có bị đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh nữa đâu? Phải không? Nó đúng, nhưng mà phải với cái điều kiện như thế nào? Tại sao quy y Phật không đọa địa ngục? Tại sao? Phật là gì? Là bậc tỉnh giác, phải không? Giác ngộ hoàn toàn, là bậc trí tuệ, sống trong tỉnh thức và chánh niệm. Chúng ta quy y Phật tức là chúng ta phải hành theo những gì Phật nói, Phật dạy. Khi mà chúng ta quy y Phật rồi thì chúng ta sẽ sống một cuộc sống tỉnh giác, sống trong chánh niệm, sống có trí tuệ. Đó. Còn địa ngục là gì? Là vô minh, là tối tâm, là những phiền não khổ đau trong đó. Vậy thì khi chúng ta quy y Phật rồi thì chúng ta sẽ xa lìa cái bóng tối của địa ngục, không còn phiền não khổ đau và tránh xa cái vô minh. Thì lúc đó chúng ta sẽ gần được ánh sáng của trí tuệ, của Phật Pháp, của chánh niệm và tỉnh thức. Con của Phật thì phải làm chuyện của Phật. Mà chuyện của Phật là chuyện gì? Là tỉnh giác nè, phải không? Là phải có trí tuệ nè. Còn con của ma thì làm chuyện xấu nè, bất thiện nè, vân vân, đúng không? Vậy khi mình quy Phật rồi, làm được những việc mà như Phật đã nói rồi, thì chúng ta xa lìa bóng tối, không rơi vào địa ngục. Hiểu không ạ? Cái thứ hai là quy pháp. Quy pháp. Mà quy pháp là gì? Không đọa vào
cảnh giới ngạ quỷ, không lọt vào cảnh giới ngạ quỷ. Mà cái rốt ráo của chánh pháp là cái gì? Rốt ráo của chánh pháp là ly dục. Mà ly dục cái gì? Ly dục cái dục của trong cái cõi dục, ly dục cái tham của trong cái cõi sắc, và ly dục cái sân si trong cõi vô sắc. Đúng không? Khi chúng ta ly dục, xa lìa đoạn trừ hết tham sân si, hỷ nộ ái ố, thì chúng ta không còn rơi vào cái cảnh giới của ngạ quỷ được. Chúng ta thường thấy cái hình dạng của một cái gọi là một cái nhân vật gọi là trong cái cảnh giới ngạ quỷ là thường là như thế nào? Bụng thì to, phải không? Mà cái cổ thì nhỏ. Nhưng mà có phải ngạ quỷ nào cũng vậy không? Ngạ quỷ không phải là ngạ quỷ nào cũng có cái hình tướng như vậy. Cái đó là một trong những hình tướng ngạ quỷ mà chúng ta thường hay thấy. Chữ ngạ quỷ ở đây là gì? Chữ ngạ ở đây là đói. Dịch ra là đói, tức là ngạ quỷ tức là một loài quỷ đói, thiếu ăn, không được ăn. Mà ngạ quỷ á, nó có nhiều hình tướng tùy theo cái nghiệp lực mà sẽ tái sanh thành loài ngạ quỷ nào. Có nhiều loài ngạ quỷ thì sao? Không có áo mặc, không có đồ mặc, phải mang trên mình nhiều than và lửa. Có nhiều cảnh giới ngạ quỷ thì rất lạnh lẽo. Có nhiều ngạ quỷ thì như thế nào? Đói khát, vân vân. Thì đó là các cảnh giới của ngạ quỷ. Nhưng mà chúng ta thường hay thấy cái hình ảnh chung là bụng thì to mà cổ thì nhỏ. Đó, bụng thì to để làm gì? Tại sao bụng to? Tại vì mình chỉ biết dung nạp, chứa đựng mà không biết bỏ ra, không biết cho đi, không biết chia sẻ, cho nên cái cổ nhỏ xíu. Bởi vì ai mà đang sống trong cảnh giới này mà chỉ biết nhận, dung chứa mà không biết cho đi, chia sẻ hay là cảm thông, thì người đó đang sống trong cảnh giới ngạ quỷ, chứ không cần để chết mới đọa vào ngạ quỷ. Đúng không? Tức là mình chỉ biết tham lam, ích kỷ, bỏng sẻn mà không biết chia sẻ, bố thí, san sẻ, thì cái đó là mình giống như đang sống trong cảnh giới của ngạ quỷ. Thì đối với một người đã quy tâm bảo rồi, quy Phật, quy Pháp rồi, thì mình xa lìa, tức là ly dục, không còn vào cái cảnh giới đó nữa. Đó là quy Pháp. Bởi vì Pháp là những lời dạy của Đức Phật, mà mình thực hành theo những lời dạy Đức Phật thì sẽ không còn rơi vào cái cảnh giới ngạ quỷ. Còn quy Tăng không đọa bạn sanh. Quy Tăng tại sao không đọa bạn sanh? Tăng là ai? Tăng là đệ tử của Đức Phật, đúng không? Là những người sống thanh tịnh và hòa hợp trong một cái đoàn thể. Là một người sống, là những người sống như thế nào? Một đời sống phạm hạnh, đúng không? Đó là Tăng. Mà khi mình sống trong một cái đời sống phạm hạnh thanh tịnh thì mình sẽ ly dục hết tất cả những tham sân si hỷ nộ ai ố. Và Tăng là đệ tử của Phật chứ không phải đệ tử của ma, phải không? Mà đã đệ tử của Phật thì như thế nào? Sống theo lời Phật dạy, hành theo lời Pháp, Pháp mà Đức Phật đã dạy, đúng không? Khi mà mình là một người đệ tử Phật thì mình luôn sống tỉnh thức nè, có chánh niệm nè, từ ý nghĩ nè, hành động và lời nói. Khi mình làm được những việc đó thì mình sẽ không rơi vào cái cảnh giới của bàn sanh. Đó, cảnh giới của bàn sanh là cảnh giới của những loài vật có xương sống nằm ngang. Và những loài vật này á, như thế nào? Không thể nào tu kiểu gì thì kiểu cũng phải lên cõi người rồi mới thành thánh, thành quả được. Chứ không thể nào ở cõi bàn sanh mà tu có thể mà thành thánh được. Đó, không thể nào chứng thánh, chứng thiền gì được trong cái cõi bàn sanh này. Cho nên cái cõi bàn sanh á, là những loài vật có xương sống nằm ngang. Cái đời sống của những loài vật này chỉ ăn, ngủ và như thế nào? Bị người khác săn bắn, rồi như thế nào? Đi vô bụng mình, đó, làm thức ăn cho con người. Đó, trong cái cõi bàn sanh này nó chỉ vậy thôi. Con lớn ăn hiếp con nhỏ, rồi con lớn ăn con nhỏ, nó vậy thôi. Cho nên khi mình quy Tăng rồi thì mình sẽ không còn bị rơi vào cái cảnh giới của bàn sanh nữa. Bởi vì mình không có gọi là gì,
tham, không có sân, không có si, và ly dục hết tất cả những điều mà vướng mắc của thế gian. Đó là quy tam bảo. Và khi chúng ta quy y tam bảo rồi, tức là thọ trì tam quy, thì phải giữ gìn ngũ giới. Và trong ngũ giới đó là cái gì? Ai cũng biết ngũ giới là cái gì, đúng rồi, đúng không? Hầu như ai cũng đã biết rồi. Ở đây có ai không biết ngũ giới là gì không? Giờ này mà không biết ngũ giới là gì nữa là không được ha. Thọ trì rồi, quy y rồi, mà không biết ngũ giới trong đó có gì là không được. Mình không biết làm sao mình giữ, phải không? Cho nên khi mà mình thọ trì ngũ giới, tức là gì? Mình đang giữ cái năm điều đạo đức mà căn bản của một con người nói chung phải có, phải giữ được. Và năm điều đạo đức đó là cái gì? Giới thứ nhất không được sát sinh, được không? Giới thứ nhất là không được sát sinh. Giới thứ hai là không được trộm cắp. Giới thứ ba là không được tà dâm. Giới thứ tư là không được nói dối. Và giới thứ năm là không được uống rượu và những chất gây nghiện nói chung. Đó là năm điều căn bản và cũng là năm điều đạo đức của một con người nói chung. Mình là một người Phật tử cần phải biết, giữ và nắm cho nó chính xác chuẩn ha. Thì đối với một người Phật tử tại ha, thì mình cần phải thực hiện và giữ gìn năm điều đạo đức đó. Và muốn giữ gìn trọn vẹn năm điều đạo đức đó thì chúng ta cần phải biết những chi phần trong các giới nó cấu thành, nó như thế nào là phạm giới, như thế nào là không phạm giới. Có nhiều người nói chưa dám quy y là bởi vì như thế nào? Sợ giữ giới không được nên không dám quy y. Vậy thì anh Toàn thử nói đây, nếu mà mình không quy y rồi ha, nếu mà mình nói là mình không giữ giới được là mình không quy y gì nữa, mà không quy y rồi là mình muốn làm gì làm sao, đúng không? Cho nên khi mà mình quy y, đó cũng là một cái cơ hội để cho mình tỉnh thức trong lúc mình làm việc sai, làm việc lầm. Mình cũng có cái cơ hội để nhắc nhở mình là người con Phật, mình có ý thức, trách nhiệm, tỉnh giác trong hành động, ý nghĩ và lời nói, đúng không? Vậy giới thứ nhất là gì? Giới không được sát sanh, tức là trên thì có thánh nhân phụ mẫu, còn dưới nữa thì có những loài bé hơn, bò bay, cựa động nè, vi tế côn trùng nè, hễ có mạng sống là không được giết. Hễ có mạng sống là không được giết. Trên có thánh nhân phụ mẫu, không? Dưới thì có những loài vật nhỏ hơn mình, như là những cái loài vi tế côn trùng là nhỏ nhất, cái gì mà động đậy thì không được giết, có mạng sống là không được giết, ha. Thì khi á mình nói đến giới thứ nhất này á, thì nó có những cái chi phần để mà cấu thành nên cái giới này. Và khi mình mắc phải năm cái chi phần trong cái giới này thì lúc đó mình mới gọi là phạm giới sát sanh. Cái chi phần thứ nhất là chúng sanh có thức tánh. Chúng sanh có thức tánh là những cái con gì mà mình thấy được nè, kiến, gián, ruồi, muỗi gì đó mà mình thấy được là những chúng sanh có thức tánh ha, ta gọi là chúng sanh có thức tánh. Cái thứ hai là gì? Biết rõ là chúng sanh có thức tánh. Mình biết rõ là chúng sanh có thức tánh. Thí dụ như ban đêm mà mình vô tình mình đi phải dẫm con gián hay kiến gì đó thì cái việc đó mình có phạm giới hay không? Có phạm giới sát sanh không? Ban đêm mình đi mình không thấy, mình vô tình mình dẫm cái con gián mà vô tình nó chết, hay là dẫm vào cái kiến hay gì đó làm cho nó chết, thì cái việc này mình có phạm có vào cái giới sát sanh này không? Có không à? Có không? Cho nên cái này là quan trọng, mình phải biết. Trong cái trường hợp anh Toàn vừa nói á, là mình không phạm vào giới sát sanh. Bởi vì sao? Mình mặc dù là chúng sanh có thức tánh á, nhưng mà mình không có tâm giết nó,
Hiểu không? Vô tình mà mình không có tâm giết thì cái chi phần thứ hai không phạm vào. Đó. Mình đâu cố tình giết đâu. Giống như trong thời của Đức Phật, phải không? Có một vị gọi là đi thiền hành trong buổi tối mà vị này là bị mù, không thấy. Thì sáng dậy thì các vị khác nói là sao ông này lại sát sanh nhiều vậy, dưới chân toàn là gián kiến nhiều quá. Mà vị này cố tình hay không cố tình? Vị này mù mà đâu có thấy đâu. Thứ nhất là không thấy, thứ hai là vị này không có tâm muốn giết những con vật đó. Vậy thì Đức Phật mới nói như thế nào? Vị này không có phạm giới, trong cái giới này không phạm, nhưng mà mình bị lũng, bị rách dúc à, nhưng mà xét về phạm giới là không có phạm. Nhớ cái điều này. Đó là cái chi phần thứ hai, là biết rõ chúng sanh có thức tánh ha. Cái thứ ba là gì? Mình cố ý hại hay là muốn giết cái con vật đó. Ví dụ như bây giờ mà mình muốn làm thịt một con gà thì mình cần phải có cái dụng cụ chứ, phải không? Có dao, có kéo gì đó, vân vân. Cái đó là mình cố ý mình giết nó, và có tâm mình giết nó. Thì cái này là mình phạm vào cái chi phần thứ ba ha, là cố ý muốn giết ha, là có cái tâm mình muốn giết nó. Cái chi phần thứ tư là cái hành động của mình đó, chính cái hành động của mình đã giết cái con vật đó. Tức là cái con vật đó chết vì cái hành động của mình. Và cái thứ năm, chi phần thứ năm là gì? Là bốn cái chi phần trên kết hợp lại là con vật đó đã bị mình giết. Thì trong năm cái chi phần này, nếu mà mình phạm phải trong năm chi phần này thì giới mình sẽ bị phạm. Còn thiếu một trong năm chi phần này không có, mà giới mình bị lũng, bị rách thôi nha. Sẵn đây Thanh Toàn nói về vấn đề ăn chay và ăn mặn luôn. Trong cái giới sát sanh này nó có liên quan chút xíu. Ăn chay ăn mặn á, cũng là một cái vấn đề mà phải nói là cũng nhiều người quan tâm đến hiện nay, đúng không? Mình là một người Phật tử, mình phải có cái chánh kiến riêng của mình. Đối với một người á, mà ăn chay nha, ăn chay trường luôn, mà ăn như thế nào, ăn như cái tâm như thế nào, cái đó mới quan trọng nha. Còn mình ăn cái gì á, nó không có quan trọng. Thí dụ một người ăn chay trường rất kỹ mà ăn với cái tâm gọi là gì, sân, thì có tốt hay không, có thanh tịnh hay không? Không. Tại vì cái người mà ăn chay trường á, thường thì như thế nào, chê cái người không ăn chay trường, hay còn nói cách khác là gì, cái người ăn mặn là tu dở hơn. Có những người như vậy nha. Cái người ăn chay được chê những người không ăn chay là tu dở hơn. Khi mình chê tức là gì, mình sanh tâm gì, tâm sân rồi, phải không? Mình chê người khác và không khéo thì sanh tâm ngã mạn nữa, mình nghĩ mình hơn người ta, phải không? Mình ăn chay được là mình giỏi hơn người ta, mà mình nghĩ như vậy thì cái ngã của mình là lớn hơn, sanh tâm ngã mạn. Còn cái người ăn mặn, mặc dù người ta ăn mặn đó, nhưng có thể rằng là gì, người ta không có cái tâm như mình. Bởi vì chúng ta biết á, thức ăn chỉ là cái phương tiện để mà nuôi sống cơ thể này. Mà nhờ có thức ăn, mình mới có cái sự sống, mới có sức khỏe để mà mình tu tập. Chứ không phải là mình căn cứ vào vấn đề là gì, tu là phải ăn chay, như vậy á, cũng chưa chắc là đúng nha. Như vậy cũng chưa chắc là đúng. Nếu mà mình đặt cho người tu vào một cái khuôn tu là phải ăn chay thì cái việc đó mình phải xem lại à. Bởi vì các sư bên Nam Tông họ vẫn có thể sử dụng được thức ăn mặn. Ngày xưa Đức Phật còn tại thế, Đức Phật ăn theo cái gì? Có ăn chay không? Đức Phật ăn theo tùy duyên. Tức là gì? Cúng cái gì Đức Phật thọ nhận và sử dụng ở đó. Và Đức Phật cho phép người tu sử dụng một loại thịt mà
đới với áp dụng với ba điều kiện là không nghe, không thấy và không nghi, đó gọi là tam tịnh nhục đó. Đó là một loại thịt thánh tịnh mà người tu có thể sử dụng được. Trong cái trường hợp này, Thanh Toàn nói ví dụ, thí dụ như bây giờ một người xuất gia về thăm gia đình, mà gia đình ngày hôm đó làm một cái thức ăn rất là mặn đi, thí dụ như làm cá, làm thịt hay gì đó, mời cái vị sư đó. Vậy thì theo chúng ta thì cái vị sư đó có ăn được cái bữa cơm đó hay không? Tức là cái vị sư này chỉ thông báo là cái ngày đó con về thăm gia đình thôi, ngày về thăm gia đình thôi. Và gia đình cũng không hề nghĩ cái vấn đề là phải ăn cái gì, cứ nghĩ như ngày bình thường mình ăn cái gì thì mình làm ở đấy, đại khái như vậy. Vậy thì trong cái trường hợp này á, thì vị sư đó có thể ăn được bữa cơm đó không? Trong đó có cá thịt đầy đủ, được không? Được ha. Như Thanh Toàn nói hồi nãy, trong ba điều kiện tam tịnh nhục không nghe, không thấy và không nghi là mình sử dụng được. Còn khi nào mà mình nói là cái gì, hôm nay mà mình về nhà, mình thăm gia đình, kêu mẹ hay cha gì đó làm gà làm thịt cho mình ăn, cái đó mới mình mới phạm. Hoặc giả là bây giờ mình về tới nhà rồi nha, mà ở dưới nhà mình á, ở dưới phía sau nhà đang làm con gà hay con vịt gì đó, mà mình nghe tiếng con vịt nó kêu la ở dưới á, mà hồi dọn lên thấy một cái đĩa toàn là thịt vịt thịt gà không, cái đó mình không được ăn. Bởi vì nó có liên quan tới mình. Mình ngồi trên, mình không thấy, mình không nghi, nhưng mà mình có nghe không? Nghe, thấy không? Mình nghe tiếng giết con vịt nó dưới nó la mà, nó có liên quan đến mình, cái đó mình không được sử dụng. Hiểu được không? Cho nên khi mà mình nắm rõ được cái kiến thức như vậy rồi á, thì mình khi mình thấy một vị sư hay là một vị xuất gia mà có ăn thì mình cũng căn cứ vào đó để mình nói, chứ không phải ăn là không được. Được với điều kiện gì và không được với điều kiện gì đó. Và ăn chay là phải ăn theo như thế nào? Có nhiều người ăn chay kỹ lắm. Ăn chay gọi là gì? Đồ chay là để riêng hết, chén chay, đũa chay, nồi chay, tất cả đều chay, nhưng mà không có cái bộ răng ăn chay, đúng không? Và thậm chí là gì, ai mà lỡ lấy đồ của mình mà sử dụng mà người ta không biết á, người ta lỡ lấy sữa đồ của mình mà sử dụng thì mình như thế nào? Nổi sân lên liền đó. Như vậy thì cái vấn đề ăn chay của mình có đúng hay chưa? À, có thanh tịnh hay chưa? Cái rốt ráo, cái cốt lõi của đạo Phật của mình á, không phải là vấn đề về ăn cái gì, mà mình tu như thế nào để chuyển hóa được cái tham sân si của mình hằng ngày, đem lại cái sự an lạc hạnh phúc từng giờ từng phút cho mình. Cái đó mới là cái hay, cái đó mới là cái tu của đạo Phật, chứ không phải do mình ăn cái gì hết á. Dĩ nhiên ăn chay được là một điều rất tốt. Ai ăn chay được là một điều tốt chứ, phải không? Tốt thứ nhất là gì? Sức khỏe mình ổn định hơn, ít bệnh tật hơn, đúng không? Cái tốt thứ hai là gì? Nuôi dưỡng cái lòng từ của mình. Ăn chay là một điều tốt mà, đúng không? Chúng ta thấy nè, đơn giản, động vật ăn chay là động vật ăn cỏ đó, phải không? Và động vật ăn mặn, tức là động vật ăn thịt đó, thì con động vật nào nó hiền hơn? Động vật ăn chay, tức là ăn cỏ, nó sẽ hiền hơn, đúng không? Chúng ta gần những con vật đó, chúng ta không có sợ. Nhưng những động vật ăn mặn như là ăn thịt đó, như là gì, sư tử nè, gấu nè, rồi cọp beo đó, chúng ta thấy chúng ta dám gần không? Sao dám, phải không? Thì chúng ta, cái người ăn chay và ăn mặn cũng vậy. Cái người ăn chay thì thể hiện cái lòng từ, mình trang chứa và nuôi dưỡng lòng từ. Ăn chay là một điều tốt, nhưng không ăn chay cũng không phải là xấu, nhớ như vậy. Tùy hoàn cảnh và điều kiện. Chúng ta biết trên thế giới đây nè, có một người gọi là gì, ăn chay trường luôn, nhưng mà cực kỳ ác, sát sanh, chẳng những sát sanh mà gọi là giết người luôn. Chúng ta biết ai không? Trên thế giới này, nói ra chắc cả mọi người đều biết đó. Ăn chay trường, ăn cả cuộc đời, nhưng mà sát sanh dữ lắm, thậm chí là giết người đó.
Tức là một người ăn chay nhưng mà vẫn sát sanh. Đó là ai? Hitler. Chúng ta biết Hitler không? Có nghe Hitler bao giờ chưa? Ông ta ăn chay đấy, nhưng mà giết người, giết hàng triệu người Do Thái giáo. Chúng ta thấy. Nhưng có người lại ăn mặn, nhưng mà lại gì? Đại diện cho lòng từ bi. Là ai? Đức Đạt Lai Đạt Ma. Chúng ta có biết Ngài không? Có nghe qua chưa? Ngài Đức Đạt Lai Đạt Ma đó. Ngài ăn mặn nhưng mà là đại diện cho lòng từ bi. Đó, cho chúng nên chúng ta thấy là Đạo Phật không phải nói về vấn đề chỉ ăn cái gì, mà chúng ta tu như thế nào, chuyển hóa được cái gì. Cái đó mới là cái quan trọng. Cái cứu cánh của Đạo Phật là chuyển hóa nội tâm của mình. Tham sân si mình phải giảm bớt đi từng giờ từng ngày, chứ không phải tăng lên từng chút từng giờ. Cái đó mới là cái cứu cánh của Đạo Phật. Còn cái vấn đề ăn cái gì nó không có quan trọng. Bây giờ mình ở đây, mình có quyền lựa chọn chay và mặn, đúng không? Thì mình chọn chay. Nhưng một người mà chấp quá, tu là phải ăn chay, vậy qua những đất nước khác không có đồ chay rồi lấy gì ăn? Hay qua những cái quốc độ mà toàn là đồ mặn không, rồi lấy cái gì ăn? Rồi nhịn đói sao? Vậy mình có sức khỏe để tu không? Thấy không? Cho nên mình phải phương tiện. À, phương tiện. Thí dụ như bây giờ mình không có đồ chay mà nấu mặn, thì mình có thể gì? Mình ăn nước, ăn rau thôi. Ngày xưa Lục Tổ Huệ Năng cũng vậy mà, đúng không? Phương tiện. Mình không ăn thịt. Cho nên cái vấn đề đó là chúng ta cần cân nhắc cho nó kỹ ha. Tu là phải chuyển hóa được từ cái bên trong, không phải nhìn qua cái hình tướng bên ngoài. Nên nhớ vậy ha. Rồi, cái đó là cái chi phần thứ nhất. Cái chi phần thứ hai, cái giới thứ hai. Giới thứ nhất là không được trộm cắp. Giới thứ hai là không được giới thứ nhất là không được sát sanh, không? Giới thứ hai là không được trộm cắp. Tức là gì? Nếu đồ vật mà có chủ sở hữu, dù là quý báu như là vàng bạc, hay là nhỏ như là cây kim cọng cỏ, mà nếu vật có chủ sở hữu mà khi người khác không cho, thì chúng ta không được sử dụng, không được lấy. Và nếu có cho thì chúng ta sử dụng xong cũng phải đặt lại theo vị trí ban đầu chúng ta lấy. Đó là cái ý thức của người tu mình ha. Và chúng ta thấy là gì? Phật cấm người Phật tử đại gia không được trộm cắp, bởi vì những lý do sau đây. Thứ nhất là tôn trọng sự công bằng. Tức là đồ vật của mình làm ra, mình biết quý không? Quý chứ, đúng không? Mà bây giờ lỡ ai á, mà lợi lấy của mình, thì mình như thế nào? Buồn không? Phiền não không? Khổ đau không? Có, phải không? Cho nên cái này là thể hiện sự công bằng, tính công bằng. Không có trộm cắp, không có lấy đồ vật mà của người khác không cho ha. Cái thứ hai là nuôi dưỡng lòng từ bi. Tại sao không trộm cắp mà nuôi dưỡng lòng từ bi? Như Hành Toàn mới nói, khi mà mình bị người khác lấy cái gì thì rất khổ đau, phiền não, phải không? Một làm một tháng lương có 3 triệu ra mà chưa được sử dụng nữa, mà ai lấy mất tiêu rồi, bực không? Lo không? Phiền não, khổ đau không? Chắc chắn phải có. Và khi mà mình không trộm cắp, tức là mình không gieo rắc những cái khổ đau phiền não đó, tức là mình đáng nuôi dưỡng lòng từ bi ha. À, cái thứ ba là tránh được cái nghiệp báo oán thù. Mình mà lấy đồ của người khác mà người ta biết mình, người ta hận mình không? Người ta tìm cách trả thù, đúng không? Và đôi khi là gì? Trả thù rồi mà người ta vẫn còn hận mình á, chứ không phải đơn giản là hết đâu. Cho nên mình không lấy đồ của người khác, để tránh được cái nghiệp báo oán thù ha. Cái thứ tư là xây dựng được một cái xã hội thanh bình, hạnh phúc và an lạc. Nếu mà trong cái xã hội này ai cũng gọi là gì, giữ được cái giới này, tức là xã hội này không có trộm cắp, thì xã hội này như thế nào? Hạnh phúc không? An lạc không? Thanh bình không? Rất an lạc, hạnh phúc, thanh bình, đúng không? Mình để đồ ở đâu mình cũng không có sợ bị mất hết. À, đó là những cái lợi ích của việc gọi là giữ được cái giới thứ hai này, là không trộm cắp ha. Ngoài ra, để cấu thành nên giới thứ hai này, không trộm cắp á,
thì nó cũng có năm chi phần tương tự như giới nhất là không sát sanh. Thứ nhất là vật có chủ sở hữu, tức là như Thanh Toàn đại này nói, hầu hết tất cả các đồ vật trên thế gian này đều có chủ sở hữu, không có vật nào là không có chủ sở hữu cả. Và khi chúng ta biết vật có chủ sở hữu mà chúng ta lấy là chúng ta phạm vào chi phần thứ nhất. Thứ hai là biết rõ vật có chủ sở hữu. Thí dụ như bây giờ cái ly ở trên bàn Anh Toàn là mình biết cái ly đó của chị A, anh B, biết rõ luôn. Hồi nãy là mình chỉ biết vật có chủ sở hữu thôi, nhưng mà mình không biết của ai hết. Bây giờ mình biết rõ là của chị A, anh B đó, nhưng mà mình vẫn lấy, thì phạm vào cái chi phần thứ hai. Là biết vật có chủ sở hữu rõ ràng mà vẫn lấy. Cái thứ ba là cố ý muốn lấy, như Hành Đoàn nói hồi nãy, cố ý muốn lấy là gì? Đem về làm của nhà mình luôn, cũng không được. Và cái thứ tư là không lấy được mà cố gắng cho lấy cho bằng được. Ví dụ có những cái đồ vật, ví dụ như cái này nằm trên bàn thì quá dễ lấy rồi, có những cái mà mình thấy nó khó lấy, ví dụ như là gì, tiền mà trong két sắt á, biết không, khó lấy đâu có dễ lấy đâu, đúng không? Mình phải tìm đủ mọi cách để mình lấy. Hoặc là tiền trong ống heo, giờ lấy mà muốn để người khác không phát hiện là phải tìm cách, tức là gì, cố ý muốn lấy, đúng không? Thì cái đó cũng không được là phạm vào cái chi phần thứ tư. Và cái thứ năm là vật đó đã bị mình lấy và di dời bởi vì cái hành động của mình, tức là từ của người ta mà vô túi của mình rồi đó, thì năm cái chi phần này là cấu thành nên cái giới thứ hai là không được trộm cắp. Thì đây là năm chi phần mà chúng ta biết rằng khi mình phạm vào là sẽ phạm vào cái giới thứ hai. Như vậy Thanh Toàn nói thí dụ mình đi tham gia một cái khóa tu như vậy nè, sau một cái khóa tu như vậy á, mình thấy trên bàn trên ghế có một ai đó bỏ quên một cái điện thoại nè, bỏ quên một cái điện thoại. Đối với một người mà có tâm tham, họ sẽ lấy về làm vật sở hữu riêng của mình, đúng không? Cái đó phạm vào giới thứ hai rồi đó, trộm cắp rồi, đúng không? Nhưng cũng hành động là lấy, nhưng người khác người ta lấy đem gửi vào nhà chùa để cho quý thầy thông báo cho quý Phật tử đến nhận lại, vậy thì không có phạm vào cái giới này. Cũng có hành động lấy, nhưng mà lấy với cái tâm muốn vật đó là sở hữu của mình luôn, và cũng với cái tâm lấy, nhưng mình để đó và thông báo cho người nhận lại. Hai cái đó khác nhau. Vậy thì mình phải tùy theo cái trường hợp xem mình lấy với cái tâm gì và mình lấy với cái ý muốn của mình như thế nào. Lấy với ý muốn để trả lại nó khác, lấy với ý muốn đem về xài luôn nó khác. Cho nên mình cần phải xem coi mình có phạm vào năm cái chi phần mà anh Toàn vừa nói hay không. Cái đó là cái giới thứ hai. Cái giới thứ ba, giới thứ ba là giới không được tà dâm. Trong ngũ giới sẽ có giới thứ ba là không được tà dâm. Đối với người xuất gia là đoạn trừ dâm dục, chứ không có tà chánh gì đây hết. Đoạn trừ dâm dục, bất dục. Còn đối với những người Phật tử tại gia là sẽ không tà dâm, nhưng chánh dâm được. Chánh dâm là cái gì? Chánh dâm là cái gì? Tức là một người nam và một người nữ cưới nhau trên quan hệ pháp luật hợp pháp, tức là có giấy chứng nhận hôn nhân đàng hoàng, thì quan hệ vợ chồng gọi là chánh dâm. Ngoài vấn đề quan hệ vợ chồng, tức là những cái mối quan hệ ngoài luồng của gia đình, thì gọi là tà dâm. Ví dụ như lăng trạ phi pháp nè, ngoại tình nè, có những cái mối tình thứ hai thứ ba gì á ngoài cái hôn nhân gia đình gọi là tà dâm. Phật chế giới này ra là để làm gì? Để bảo vệ cái hạnh phúc gia đình của mình. Đó, mình muốn giữ được cái hạnh phúc gia đình của mình thì cần phải có sự chung thủy một vợ và một chồng, tôn trọng cái người bạn đời của mình. Anh tôn trọng tôi trên tinh thần là tôi phải tôn trọng anh. Đó, phải không? Khi mà mình cưới nhau là mình sẽ được chính quyền cho mình một cái tờ giấy chứng nhận từ giờ về sau anh là chồng tôi và
tôi là vợ anh, hợp pháp, về pháp luật là hợp pháp, phải không? Và hai người cũng phải tự ký kết cho mình một cái bản hợp đồng. Bản hợp đồng này là gì? Anh sống làm sao phải có cái trách nhiệm với tôi, và tôi cũng phải có trách nhiệm với anh trong quá trình tôi sống với anh. Trách nhiệm ở đây là gì? Phải chung thủy, phải không? Phải biết quan tâm, sẻ chia. Bởi vì khi mình có cái danh của chồng thì phải có cái bổn phận của người chồng, có danh của vợ thì phải có cái bổn phận của vợ. Đó là danh phận mà, danh gì thì bổn phận đấy, đó không? Mà muốn được hạnh phúc gia đình thì đầu tiên thì phải chung thủy cái đã, chung thủy đó. Cho nên đối với những người mà có được cái hạnh phúc gia đình lâu dài bền chặt thì phải cần chung thủy nè, có cái sự tin tưởng nè, đó thì gia đình nó sẽ hạnh phúc lâu dài ha. Và Đức Phật cấm người Phật tử không được tà dâm là bởi vì những lý do sau đây nè. Thứ nhất là tôn trọng sự công bằng đối với cái người bạn đời của mình, như Thanh Toàn vừa nói, sống là phải có sự tôn trọng và công bằng à đối với cái người bạn đời của mình ha. Thứ hai là bảo vệ hạnh phúc gia đình và tránh được oán thù quả báo về sau. Đó, đó là hai cái điều mà chúng ta phải nên biết ha, khi chúng ta là một người Phật tử không được làm ha. Còn đối với lợi ích của việc không tà dâm á, thì về cái phương diện cá nhân á, thì trong kinh Thập Thiện Đức Phật cũng có nói là gì, người á, phàm là người thế gian á, là sẽ tà hạnh thì sẽ bị hưởng bốn cái điều gọi là gì, không gọi là tà hạnh thì sẽ được hưởng, không tà hạnh đó nha, thì sẽ hưởng được bốn cái điều lợi ích. Thứ nhất là sáu căn đầy đủ và trọn vẹn. Thứ hai là người kính trọng và yêu quý à. Thứ ba là trừ hết tất cả các lậu hoặc phiền não à. Và thứ tư là không ai dám xâm hại mình à. Bốn cái điều đó là bốn điều lợi ích đối với người mà không có hành vi tà hạnh à. Còn về cái phương diện thứ hai là phương diện xã hội, là nếu trong xã hội này mà tất cả mọi người đều không có tà dâm ha, không có tà hạnh, thì gia đình đã được hạnh phúc nè, an vui, và xã hội được phát triển ấm no. Chúng ta biết mỗi gia đình là một tế bào trong xã hội mà, đúng không? Mà gia đình hạnh phúc thì xã hội được thanh bình, an vui thôi. Cho nên đó cũng là điều lợi ích cho những người mà giữ được cái giới thứ ba này ha. Và để cấu thành nên giới tà dâm thì tương tự những giới trước cũng phải phụ thuộc vào các chi phần sau đây. Thứ nhất, đối với người nữ là sở hữu hoặc đang sở hữu người bảo hộ. Thì cái này chúng ta thấy là hầu hết tất cả người nữ là gì? Đều được bảo hộ và sở hữu bởi gia đình nè, người thân nè, phải không? À, lúc còn nhỏ thì có gia đình, lúc lớn lên thì có chồng, đúng không? Đó là người bảo hộ và người sở hữu ha. Cái thứ hai là có tâm hành dâm, tức là gì? Mình có cái ý và tác ý muốn làm việc đó. Cái thứ ba là cố gắng hành dâm, tức là gì? Mình không làm được mà cố gắng làm cho được. Giống như cái giới thứ hai hồi nãy mình nói đó, ha, là cái đồ vật không lấy được mà mình cố gắng lấy, thì cái này cũng vậy, cố gắng làm cho được mặc dù là không làm được. Rồi, cái thứ tư là gì? Có sự thích thú khi làm việc đó. Thì bốn cái điều này là bốn cái chi phần để mà cấu thành nên cái giới tà dâm này ha. Thì tất cả các chi phần đó mà khi chúng ta phạm vào thì coi như chúng ta phạm vào cái giới tà dâm ha. Đức Phật đã từng nói á, trong kinh là gì? Không có cái gì hấp dẫn hơn bằng sắc đẹp của người nam đối với người nữ, và cũng không có cái gì hấp dẫn hơn bằng sắc đẹp của người nữ đối với người nam. Cho nên á, trên cái thế gian này á, có một loại tham dục mà lớn nhất, đó là ái dục, mà khó có ai có thể gọi là gì, lìa được, bỏ được. Khó lắm, làm việc này không phải dễ ha. Người mà có tính tà dâm thì giống như gọi là người cầm cây đuốc á, mà đi trước gió vậy á. Người mà có cái hạnh tà dâm này nè ha, thì chúng ta thấy á, nó rất là nguy hiểm đối với những cặp vợ chồng nha. Rồi giới thứ tư là giới không được nói dối. Thì trong cái giới này nó có nhiều cái nhỏ ở trong. Thứ nhất là gì? Nói dối là gì? Là nói láo, nói không đúng sự thật.
nó không đúng sự thật. Đó, chuyện có thì nói không, chuyện không thì nói có, thấy không? Nói dối nó thể hiện qua bốn cách. Thứ nhất là nói dối là nói sai sự thật nè. Thứ hai là nói lưỡi đôi chiều là lưỡng thiệt đó. Và nói thứ ba là nói lời theo dệt. Và nói thứ tư là nói những lời hung ác. Bây giờ ta đi phân tích từng giới ha. Thứ nhất là gì? Nói dối là nói sai sự thật. Tức là hay còn nói là chuyện có nói không, mà chuyện không nói có, chuyện trái nói phải, chuyện phải nói trái ha. Làm gọi là gì? Cho người khác tin bởi cái lời không đúng của mình. Cái thứ hai là nói lời theo dệt, là chuyện ít xích cho nhiều, làm cho người khác sân hận, gọi là gì? Đau buồn qua cái lời nói của mình đó, và qua cái lời cám dỗ mà không đúng của mình, là cái lời theo dệt thứ hai ha. Thứ ba là nói lưỡi đôi chiều, chơi anh A thì nói theo anh A, mà chơi với anh B thì nói theo anh B đó, làm cho gây gỗ và mất đoàn kết giữa anh A và anh B trong nội bộ, thì đây là nói lưỡi đôi chiều ha. Và cái thứ tư là nói lời hung ác, tức là gì? Mình mắng nhiếc người ta, mình chửi rủa người ta bằng lời nói, làm cho người khác khổ đau phiền não qua cái hành động cũng như là cái lời nói của mình đó. Chúng ta thấy là gì? Lời nói không là dao mà sao làm tim ta chảy máu, mà lời nói không làm là gió mà gì làm khóe mắt cay cay. Đôi khi á, chúng ta bị người khác đánh mình chỉ đau tức thời đó thôi, có thể 1-2 tiếng đồng hồ sau nó hết đau, nhưng mà bị người khác nói mình một lời nặng hay chửi rủa mình có thể mình nhớ cả cuộc đời này, phải không? Cho nên mình là một người Phật tử, mình không nên nói những lời hung ác. Chẳng những không nên nói những lời hung ác, mà mình ngược lại mình phải nói những lời ái ngữ, dễ nghe, làm cho người khác hoan hỷ, có thiện cảm. Đó là một lời nói của người Phật tử ha. Và Đức Phật cũng đã nói rồi gì? Nói sai sự thật thì nó có những cái lý do sau đây ha. Đức Phật cấm nói dối. Thứ nhất là tôn trọng sự thật lẽ phải. Cái người mà tôn trọng sự thật và lẽ phải thì không bao giờ biết nói dối. Cái thứ hai là cũng nuôi dưỡng lòng từ bi. Cũng như Thanh Toàn nói là gì? Mình nói người khác, làm cho người khác khổ đau vì lời nói của mình. Nếu mà mình không làm cho người khác khổ đau vì lời nói của mình, tức là mình cũng đang nuôi dưỡng lòng từ rồi, đúng không? Cái thứ ba là bảo tồn sự uy tín của mình trong xã hội. Và thứ tư là tránh được nghiệp báo khổ đau về sau. Cái thứ ba là quan trọng nè, uy tín của mình trong xã hội. Nếu một người nào không nói dối, cái uy tín của mình trong xã hội được tăng, trong gia đình được tín nhiệm, và trong công ty được nhiều người tin tưởng. Đặc biệt khi đi làm, nếu mình không nói dối thì cái người đầu tiên tin mình là gì? Ông sếp mình, phải không? Ông sếp mình mà tin mình rồi thì sẽ giao công việc cho mình làm, phải không? Phải có cơ hội để mình thăng tiến không? Và những cái người đồng nghiệp của mình cũng sẽ như thế nào? Ủng hộ mình, bởi vì mình là người thật thà mà, phải không? Không biết nói dối ai, không biết lừa gạt người nào. Cái đó là cái tín nhiệm của mình trong tập thể lớn, công ty, gia đình và xã hội, vân vân. Cho nên giữ được cái giới không nói dối này nó quan trọng lắm. Và cũng như những giới khác thì để cấu thành nên giới này cũng có bốn chi phần mà chúng ta cần biết. Thứ nhất là nói điều sai lệch, sai sự thật. Như nãy giờ mình nói đó ha, chuyện có nói không mà chuyện không nói có đó. Cái thứ hai là có tâm muốn nói điều không đúng đó, tức là khi mà mình chưa nói nhưng mà trong tâm mình cũng đã muốn nói cái điều gọi là không đúng sự thật, mặc dù chưa nói, ý mình nghĩ thôi mà mình chưa nói ra miệng, trong tâm mình đã có cái ý nghĩa là mình nói sai sự thật rồi, thì cái này cũng không được ha. Thứ ba là cố ý muốn nói sai sự thật, tức là gì? Cái việc đó đáng lẽ là nó đúng nhưng mà mình cố ý mình nói thành sai, đó là cũng không được luôn. Thứ tư là gì? Khiến cho cái người nghe tin những điều của mình mặc dù cái điều đó không đúng, làm cho người khác tin bởi cái lời nói sai của mình, khiến sẽ có những cái hệ lụy và hậu quả kéo theo về sau. Cái đó cũng là không được ha. Đó là bốn cái chi phần cấu thành nên cái giới thứ tư này là không nói dối. Cái thứ năm là giới không được uống rượu. Mà chẳng những không được uống rượu và những cái chất mà gây nghiện cho mình cũng không được sử dụng luôn. Ngày xưa Đức Phật còn tại thế thì chỉ có rượu,
bây giờ nó có bia nè, xì ke, ma tí, rồi thuốc lắc gì đó, vân vân, phải không? Rất nhiều. Thì mình là một người Phật tử ý thức được cái việc đó, giữ giới được thứ năm này, thì mình không sử dụng những cái chất gây nghiện khác luôn. À, mình thấy cái gì? Rượu và những chất gây nghiện nó làm cho con người chúng ta như thế nào? Mất giống trí tuệ. Từ một người bình tĩnh như vậy nè, tỉnh giác như vậy nè, mà khi uống rượu và những chất gây nghiện vào, trở thành một con người gì? Mê. Mà con người mê thì làm chuyện lầm, chuyện sai, chuyện trái, đúng không? Mà con người tỉnh như mình đang tỉnh như nè, thì mình mới có ý thức, mình làm chuyện được mới đúng, đúng không? Vậy mình đang tỉnh mà tự nhiên mình làm thành cho mình mê làm chi, đúng không? Uống rượu để cho mình mất giống trí tuệ, làm cho thành mình một người tỉnh thành, trở thành một con người mê. Như vậy thì mình xem cái việc đó có nên hay không ha. Thứ hai nữa, uống rượu trong trường hợp nào được cho phép? Ví dụ như mình bị bệnh mà mình dùng rượu thuốc để mà mình làm thuốc dẫn thì mình có thể quyền được sử dụng ha. Có thể mình sử dụng được trong trường hợp này. Và theo cá nhân anh Toàn nghĩ rằng, nếu mình uống rượu mà mình còn kiểm soát được bản thân thì không có vấn đề gì. Bởi vì đôi khi ở ngoài xã hội chúng ta còn phải đi làm, còn phải ngoại giao, còn phải ký hợp đồng các kiểu, thì đôi khi cũng phải có một ly bia, hai ba ly rượu. Nhưng chúng ta hiểu được, khi mình uống cái đó mà mình còn kiểm soát được bản thân, còn biết để mà ký hợp đồng đúng sai trái phải, thì cái việc đó anh Toàn nghĩ không có vấn đề gì. Còn nếu mà mình biến cái việc uống rượu của mình thành một cái nghiện, tức là gì? Trở thành một con ma men luôn á, thì cái việc đó không nên làm. Bởi vì khi mà mình uống rượu vào, mình không kiểm soát được bản thân, nó nguy hại, rất là nguy hại. Rượu vào thì lời ra mà, có khi cãi cọ là chuyện rất bình thường, đánh nhau là chuyện hàng ngày, và thậm chí là gì, giết nhau trên bàn nhậu là chuyện có thể xảy ra, mà chúng ta thấy báo chí cũng đăng rất nhiều, đúng không? Đó, rượu vào thì lời ra, mà đôi khi chỉ là gì, những cái chuyện không đáng mà phải hy sinh tính mạng, bởi cũng bởi vì rượu bia. Chưa tính tới cái việc là gì, đã không kiểm soát được bản thân mình thì đã đành rồi. Khi chạy xe trên đường, mình va chạm người này, đụng phải người kia, làm người khác cộng nghiệp chung với mình luôn. Đó, phải không? Phải ảnh hưởng đến người khác nữa không? Mà đôi khi mình va chạm, đụng người này, chạm người kia, mình thì có thể chưa sao, nhưng mà đôi khi mình làm cho người ta bị thương nặng hơn mình, hoặc giả là mất mạng luôn cũng không chừng. Cái đó là cái mà hệ lụy của cái người mà uống rượu bia mà không biết kiểm soát của bản thân. Đó, cho nên nó rất là nguy hiểm. Và Đức Phật nói rằng cấm người Phật tử không được uống rượu và những chất gây nghiện bởi vì những lý do như thế nào? Thứ nhất là bảo toàn cái hạt giống trí tuệ. Như anh Toàn nói, rượu làm mất giống trí tuệ. Người mà không uống rượu bia thì mình được trí tuệ minh mẫn hơn, mình bảo toàn được cái trí tuệ của mình, đúng không? Đó. Vì sao khi chúng ta uống thuốc độc á, chúng ta biết không? Là chúng ta chết liền. Đó. Còn rượu bia nó còn độc hơn thuốc độc. Vì sao? Bởi vì nó đâu có chết liền đâu, mà nó chết từ từ, nó nguy hiểm lắm đó. Mà nó không phải chết từ từ đó, nó chỉ hại mình đâu, mà hại luôn những người khác nữa. Cho nên rượu còn ví là gì, độc còn hơn là thuốc độc nữa ha. Cho nên chúng ta phải thấy được cái gọi là tác hại của người uống rượu mà khi không kiểm soát được bản thân ha. Cái thứ hai là ngăn ngừa được những nguyên nhân gọi là sanh ra và gây ra tội lỗi. Nếu mà một người uống rượu rồi đó, không kiểm soát được bản thân á, thì sẽ ra làm được những cái chuyện gọi là gì, không kiểm soát được thì mình có thể là gì, đánh người ta, chửi người ta, thậm chí trộm cắp, thậm chí là gì, nói dối, và thậm chí là gì, giết người luôn. Bởi vì cái giới thứ năm này á, mình mặc dù mình thấy nó là cái giới cuối cùng, nhưng nếu mình phạm vào cái giới này rồi thì bốn cái giới kia đôi khi nó bị kéo theo, phải không? Cái người mà uống rượu rồi á, chúng ta thấy là gì, không kiểm soát được bản thân thì sao? Có giết người không? Giết người, chuyện đó có, phải không? Có nói dối không? Bình thường còn nói dối nữa, đừng nói là không uống rượu, phải không? Đó. Rồi có tà dâm không? Có, phải không? Cho nên là gì? Xảy ra những cái việc đó là ngoài ý muốn của mình. Đôi khi mình tỉnh rồi, mình hết gọi là hết say rồi đó, thì mình thì cũng mọi việc nó cũng đã xảy ra rồi. Cho nên cái đó là nguy hại của một người khi mà uống rượu, ha. Và cái tiếp là gì? Khi mà uống rượu á, thì mình nói năng gọi là gì? Lung tung, không kiểm soát được hành động gọi là lành.
rồi không kiểm soát được cái lời nói của mình, làm cho gây gỗ, mất gọi là gì, đoàn kết nội bộ. Đôi khi anh em làm việc chung với nhau nhưng mà vì uống rượu thôi, không kiểm soát được lời nói mà phải dùng những lời nói khiếm nhã mà làm cho mất đoàn kết nội bộ, ảnh hưởng đến cái công việc và cuộc sống của mình cũng qua rượu mà thôi. Đó, nếu chúng ta sử dụng rượu với công việc như anh Toàn hồi nãy nói, như ký hợp đồng hay là vì một cái chút gì đó mà cuộc sống của mình mà mình kiểm soát được bản thân, thì Thanh Toàn nghĩ là không có vấn đề gì, đối với điều kiện là mình phải kiểm soát được bản thân. Còn nếu mà mình uống rượu mà trở thành một người nghiện rượu, thành một con ma men luôn, thì mình lúc đó mình phải xem lại. Và đối với những người mà thường xuyên say xỉn như vậy á, thì chúng ta thấy là có ai muốn chơi không? Có ai muốn gần gũi không? Không ai muốn gần gũi những người như vậy hết, phải không? Cho nên mình để mà mình có những cái mối quan hệ tốt đẹp, có những cái mối quan hệ gọi là gì, lâu dài bền chặt, thì mình cũng nên kiểm soát. Và thậm chí là gì, nếu không được, không uống rượu, không sử dụng rượu thì quá tốt. Còn nếu được, trong cái vấn đề gọi là kiểm soát được. Chứ còn mà mình uống mà mình nghĩ rằng là gì, thắng nhau, hơn nhau trên bàn rượu, thì nó không có hay gì hết ha. Cái đó là những cái mà mình cần phải nắm giữ được và biết rõ được cái chi phần, để mà mình khi mà mình giữ giới, mình biết được mình có phạm hay không, mình có bị lũng giới hay rách giới hay không, để mà mình thực hành cho nó tốt, để mà mình thực hiện cho nó được gọi là rốt ráo. Chứ đôi khi mình nghĩ mình thọ trì ngũ giới rồi thì khó giữ, không có khó giữ ha. Vấn đề là mình biết cách giữ và giữ như thế nào. Đó, giữ như thế nào, chứ không hề khó giữ. Và cái gọi là gì, lợi ích của việc giữ ngũ giới là gì? Mình giữ được giới nào là giải thoát được giới đó. Trong giới gọi là gì? Biệt giải thoát. Giữ được giới nào gọi là giải thoát giới đó. Mà giải thoát trong ngay giây phút hiện tại, không phải đợi sau này mới giải thoát. Đó. Và cái người mà giữ giới thì được gì? Chư thần lúc nào cũng gọi là gì, đi theo mình mà gọi là bảo vệ cho mình. Và khi mà mình lâm chung, mình cũng sẽ được tái sanh về cái cảnh giới an lành, cũng ít nhất là từ cõi người trở lên, không bị đọa vào ba đường ác, đối với một người mà giữ gìn gọi là ngũ giới ha, trọn vẹn. Còn bây giờ mà mình chưa giữ gìn trọn vẹn được ngũ giới thì mình phát nguyện mỗi ngày mình giữ một ít, đến khi cuối đời của mình, mạng chung, mình sẽ giữ được trọn vẹn, thì lúc đó mình sẽ sanh được về cái cảnh giới an lành tốt hơn ha. Quỷ va qua năm cái giới đó, nãy giờ mà mình vừa phân tích mình nói, thì chúng ta thấy giới là cái gì? Giới là cái gì? Giới là chẳng qua nó là những cái điều đạo đức căn bản thôi. Và nó cũng là cái hàng rào để mà giúp chúng ta gọi là gì, không phạm vào những cái tội lỗi. Khi mà mình thọ giới, mình có cái hàng rào đó rồi, mình làm việc gì mình cũng có cái hàng rào ngăn mình lại, đúng không? Đó. Ví dụ Thành Toàn nói cái người mà ăn chay trường thiệt là lâu rồi, ăn chay trường từ nhỏ rồi, bây giờ mà có đi ngang qua cái hàng thịt, hàng cá gì đó, nó có ảnh hưởng gì không? Không có ảnh hưởng gì hết. Thì cái người mà giữ giới thứ năm này, Thành Toàn nói đơn giản, uống rượu. Mình ngày xưa mình chưa có thọ trì tam quy ngũ giới, ai rủ mình đều đi hết, thậm chí bao là đi liền, phải không? Nhưng bây giờ mình đã thọ trì ngũ giới rồi, mà trong ngũ giới là có cái giới không được uống rượu. Bây giờ có rủ tôi hay là có mời tôi thì mình cũng có quyền từ chối, mình có quyền có cái lý do, phải không? Tại vì mình ý thức được cái việc là gì? Giữ giới rồi. Mình ý thức được việc đó rồi, mà khi ý thức được thì mình sẽ làm được. Có phải đó là có cái hàng rào để cản mình không? Đó. Còn nếu mà mình chưa có thọ trì ngũ giới, rủ là đi, rủ là đi. Đó. Thì giống như việc ăn chay như anh Toàn nói, người ăn chay trường thì đi ngang qua sạp thịt, sạp cá thì nó không ăn thua gì hết, nó không có ảnh hưởng gì tới hết, bị nó không lôi kéo được, thậm chí là người ta gì, cảm thấy tanh hôi nữa, đúng không? Cho nên là gì, cái việc giữ giới nó không khó đâu, mà chúng ta phải có ý thức trong việc giữ giới và phải thực hiện nó nhiều, chứ không phải là mình thọ trì về rồi đôi khi mình lãng quên. Mình phải thực hiện nhiều và thực hiện hàng ngày để mà mình huân tập cái đó. Những điều tốt mình phải cần huân tập chứ. Cho nên cái việc đó mình cần phải biết, phải nhớ
để mình làm cho nó đúng, nó rốt ráo và nó viên mãn trọn đầy. Đó. Thì qua năm cái giới này thì chúng ta thấy có cái gì mà chúng ta khó có thể giữ được không? Trong năm giới này có ai mà không giữ được giới nào trong trong năm giới này không ạ? Có không? Trong năm giới này giới nào khó giữ nhất? Giới nào ạ? Ai cũng giữ được hết không? Trong đây có ai giữ được trọn vẹn năm giới chưa? Ai cũng giữ được hết rồi, giỏi vậy đó. Thật sự ra như Thanh Toàn nói đó, không có khó gì giữ cả. Bây giờ cái giới, mình nói đơn giản, giới thứ nhất không sát sanh nè. Bây giờ mình chưa giữ được trọn vẹn cái giới này, thì bây giờ mình tập ăn chay trường đi. Mà chay trường chưa được thì ăn chay kỳ, phải không? Cái đó cũng là một việc ý thức giữ giới. Mình ăn chay tức là gì? Mình thực hiện gọi là gì? Không sát sanh trên cái bàn ăn rồi đó. Bị trên cái bàn ăn mình đâu có con vật đâu, phải không? Thậm chí là gì? Chẳng những mình không sát sanh mà mình còn phải thường xuyên phóng sanh nữa, phải không? Cho nên bây giờ mình không cần gì mà khó với mình cả. Mình cái giới nhất muốn giữ không sát sanh, giờ tập ăn chay là không sát sanh rồi đó. Không ăn chay trường được ăn chay kỳ, không ăn chay kỳ được ăn chay ngày, phải không? Tháng ăn ngày cũng được. Bây giờ không ăn chay ngày được ăn chay buổi, ngày ăn buổi cũng được, đó. Phải tập từ từ. Nhưng mà có chịu tập không? Có chịu làm không? Đó, cái đó là cái điều quan trọng, ý thức của mình. Đó, đơn giản thôi, không có gì khó hết á. Vấn đề là chịu làm, ý thức làm và sẽ làm được. Còn khi mà mình không chịu làm, không ý thức làm thì khó có thể làm được. Đó. Bây giờ mà mình giới thứ hai không trộm cắp nè, giữ dễ không? Rất dễ, không có gì khó hết á. Cứ đồ của người khác là mình không lấy là được thôi, không có gì mà khó khăn với mình á. Bây giờ mình đi đường, gơi ai gơi đâu cục tiền đó, mình là một người quy y rồi, thay vì á nổi lòng tham lên để mà bỏ vào túi riêng mình thì giờ mình như thế nào? Tìm người trả lại. Tìm bằng cách nào? Gửi công an hay là gửi những người gần đó. Nhưng mà có ai làm được điều đó không? Hỏi thiệt, có ai làm được hay là cầm cọc tiền đó đem bỏ túi mình? À, cái đó cũng phải xem lại ha. Đó, cái việc nhỏ nhất như vậy là mình đang giữ giới đó, đúng không? Không tà dâm. Bây giờ mình ở nhà, ngoài việc về chăm sóc gia đình, vợ con, không có lăng trạ phi pháp ở ngoài, không có gọi là những cái mối tình hai, mối tình ba ở ngoài, thì cái đó là mình đang bảo vệ hạnh phúc gia đình, cũng đang là giữ giới của mình, đúng không? Không nói dối. Chẳng những không nói dối mà như Thanh Đoàn nói là phải nói những lời ái ngữ, những lời hoan hỷ tốt đẹp để khiến cho người khác nghe mà cảm thấy như thế nào, người ta vui của mình, nói của mình, thì cái đó là mình đang không nói dối rồi. Còn giới thứ năm là không uống rượu bia và chấn nhất cái nghiện. Phải tiết chế trong cái việc chưa giữ được cái việc uống rượu trọn vẹn. Không uống rượu trọn vẹn thì kiểm soát và tiết chế hàng ngày. Anh thanh niên, phải không? Công việc nè, mình chưa giữ trọn vẹn thì mình tiết chế lại. Ngày xưa uống 10 ly, giờ uống 9 ly thôi. Đó, giảm dần ít, từ rồi sẽ giảm hết. Đó, nếu từ chối được luôn thì quá tốt. Còn nếu nằm trong trường hợp được gọi là không từ chối được thì mình giảm dần. Đó, đó là cái cách giữ giới cho mình từng ngày đó, đâu có gì khó đâu. Do mình có chịu giữ không, ý thức được không và chịu làm không. Ha. Thì thôi, đây cái năm cái giới chúng ta đã biết qua và Thanh Toàn cũng đã chia các chi phần trong đó, thì chúng ta cố gắng giữ gìn và mới thật là an lành hạnh phúc. A Di Đà Phật ạ.